vơi tàu. Chết vơi tàu. Vòi à, cái này thực sự rất là to luôn. Cái này là to nhất đúng không gì? Ta-da. Oh, oh. Xin chào, món là trung lạc của Hàn Quốc Pro. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ăn thử thịt gà. Thịt gà nữa hả? Nhưng mà thịt gà này rất là đặc biệt. Mình đã ăn thử nhiều thịt gà, thực sự là gà tắm ướt nhỉ, gà tắm đỏ sen nhỉ. Mà cái này là gà nướng ống tre. Nhìn rất là đặc biệt đúng không? Mà thực sự Dùm Lắc rất là thích thịt gà. Có thể là Dùm Lắc là tuổi gà thì thích thịt gà. Mà thực sự cái gà là tốt cho sức khỏe nhỉ, dễ tiêu hóa nhỉ, nó tốt cho cơ bắp nhỉ. Anh Như, chính thân bình với cái bệnh thân trầm, một trải trăm thằng, đâu là ngũ công, đâu thẳng cẳng. Ghê chưa? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái gà đặc biệt nữa nhỉ. Thực sự cái gà nướng ống tre là mình lần đầu tiên thôi. Nhưng mà tất cả thịt gà ở Việt Nam là Dùm Lắc lần đầu tiên thôi. Ở Hàn Quốc thì hầu hết là gà rán. Gà rán Hàn Quốc là nổi tiếng mà. Nhưng mà ở Việt Nam thì không phải là rán chiên. What? Ảo thật đấy. Mà hầu hết là nướng thì tốt cho sức khỏe hơn. Thì mình sẽ ăn thử nhá. Ha. Cái này là 290, 310.000, 250, 300. Dạ em chào cả nhà, hiện tại bên em là gà nướng ống tre. Ống tre. Cái này là đặc sản của Việt Nam hay là chỉ từ sang đấu à? Dạ cái này là do gia đình của em làm, rồi thưởng thức rồi ăn cảm thấy là có món đặc trưng của quê hương đó nên mà là tại là sao thịt gà chôm vào ống tre à? Dạ gà là bên trong rồi em ướp gia vị là chỉ ướp nghệ tươi thôi là em cho vô ống luôn. Dạ và kèm theo là xả với gừng. Và cái mùi cũng là dạ, đúng ống tre. Ở đây bán từ mấy giờ đến mấy giờ? Là tầm 4 giờ chiều là cho tới 9 giờ tối. 4 giờ chiều, 9 giờ tối. Dạ. Một ngày bán bao nhiêu cái ống tre ạ? Một ngày cũng bán 50 ống. Oh my god. Nướng bao lâu thì sẽ chín ạ? Cái này là nướng tầm 40 đến 45 phút. 45 phút thôi ạ? Cái bên chùm ống tre này có gì ạ? Chỉ có thịt gà thôi ạ? Không phải là tất xét gì đó hả? Dạ, nope. Không. Chết vơi tàu. Wow, cái này thực sự rất là to luôn. Wow. Cái này là to nhất đúng không gì? Yeah. Bé đây thì người ta sẽ tò mò chứ. Rồi. Nào. Như vậy. To lắm. Mưa chết rồi. Bây giờ mưa nhiều quá thì mình sẽ mang về và ăn thử nhá. Mang về thì sẽ đưa cho ống tre luôn. Wow, thực sự các bạn ơi, thực sự nhiều khách hàng quá. Ok, các bạn ơi, mình tới rồi vì mưa nhiều quá, dạo này xảy ra mưa thực sự nhiều. Chà. Thơm quá. Dạ, ăn thử nha. Ok. Chào các bạn. Hôm nay review ống tre. Cái này là chà, cái này là lòng gan của con gà. Mình chỉ hơi nói là ở đây có xôi. Vẫn ấm lắm luôn. Không chịu nói bạn ơi. Ở đây có ta-da. Ở đây có rất nhiều nước của con gà. Nhìn đi. Ăn thử nha. Dạ, sốt nhỉ. Wow.
Quay gì vậy? Wow. Thật sự không biết nói gì hết. Ăn với cái sốt này là 100 điểm. Wow, 진짜 맛있다. Wow. Wow. Các bạn hôm nay review mà chỉ có wow thôi. Thức ăn này dai dai thực sự. Nên mà biết rồi đúng không? Khác nhau với cái gà tốt xếp và gà tăm ướt. Gà tăm ướt thì rất là nhiều vị. Tốt xếp và cái này khá là giống nhau, mà mình cảm thấy cái này dai hơn. Tất nhiên là thịt gà tốt xếp cũng ngon nha. Và thịt gà thì ướt gà là ngon nhất. Thực sự là ở Hàn Quốc và Việt Nam giống nhau là đùi gà và canh gà là ngon nhất. Nhưng mà ướt gà mà không cứng đâu, rất là mềm. Và nghệ sĩ ta, masterpiece nhỉ. Và thịt gà này là bên trong ống tre thì mùi rất là thơm. Và từ chỗ đó và đến đây là khoảng 30 phút đúng không? Mà vẫn là ấm luôn, có thể gọi là nóng luôn. Wow. Hành chỉ rất là thơm. Bên trong này là có xả. Mùi spa. Lúc đi spa thì có mùi này. Nếu mà có người không thích thịt gà mà ăn cái này thì sẽ thích luôn. Mùi rất là thơm luôn, thực sự. Nếu mà các bạn muốn làm cơm thì chỉ ăn thịt thôi, đừng ăn xôi. Nếu mà các bạn muốn ăn ngon hơn thì ăn xôi. Và thực sự là cái thịt gà này ăn thịt mà có nhiều nước luôn. Mà sốt này thực sự rất là đặc biệt. Và thực sự là bình thường ở Hàn Quốc thì gà rán và gà canh gà thôi, thì không bán gà nướng như vậy. Thì mỗi lần mình đã về Hàn Quốc rất là nhớ những cái gà như vậy, thì rất là nhớ. Nếu mà bạn hay là gia đình của mình tới Hồ Chí Minh thì mình sẽ chia sẻ ăn cái này nhé. Tất nhiên là cái này không phải là ăn một miếng đâu, phải chia sẻ với tất cả người là ngon hơn chứ. Không quan trọng là món ăn đó ngon hay là không ngon, ăn với ai là quan trọng lắm. Mình dùng rác thì đang ăn với các bạn mà, thì rất là ngon chứ. Ok các bạn ơi, hôm nay dùng rác đã giới thiệu một gà rất là đặc biệt, gà nướng ống tre. Các bạn thấy thế nào? Nhìn thấy rất là ngon đúng không? Và nếu mà các bạn biết những gà mà chế biến rất là đặc biệt thì hãy viết comment nhé. Cảm ơn các bạn, muốn là dùng rác của những chàng trai Hàn Quốc. Tạm biệt.